Một trong những yếu tố để có làn da đẹp chính là bạn cần quan tâm đến độ pH khi lựa chọn sản phẩm sữa rửa mặt, bởi độ pH có vai trò rất quan trọng đối với làn da. Không phải loại sữa rửa mặt nào cũng hợp với da bạn, nên bạn cần phải biết để mua đúng loại thì mới hiệu quả được. Sữa rửa mặt Hatomugi có độ pH bao nhiêu? Cũng là câu hỏi mà nhiều bạn đang thắc mắc lắm luôn. Vì không những để biết nó như thế nào, mà còn biết để xem thử sữa rửa mặt này có tốt và hợp với da mặt của mình không. Trong video này mình sẽ giải đáp thắc mắc của bạn nào đang quan tâm về độ pH của sữa rửa mặt Hatomugi này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Theo các chuyên gia da liễu, thì độ pH của sữa rửa mặt tốt nhất là trong khoảng từ 5.5 đến 6.5. Độ pH này là lý tưởng nhất để sữa rửa mặt có thể phá vỡ lớp màng axit tự nhiên trên da mặt, từ đó loại bỏ được các cặn bã, chất nhờn hay bụi bẩn. Và ở độ pH này thì da mặt giữ được độ ẩm tự nhiên, giữ được sự mịn màng cho da. Nếu sữa rửa mặt có độ pH nhỏ 7 thì có thể giữ ẩm cho da rất tốt, nhưng nếu thấp quá thì có thể làm bí lỗ chân lông, và nếu bí chân lông lâu quá thì sẽ gây mụn nhiều. Nếu rửa mặt có độ pH lớn hơn 7 thì khi rửa mặt sẽ có cảm giác da mặt sạch bong luôn, rửa xong thấy thích lắm luôn, nhưng pH cao quá sẽ làm khô da, sau đó da có thể bị ửng đỏ và kích thích sự lão hóa của da, làm xuất hiện nếp nhăn nữa. Độ pH của sữa rửa mặt Hatomugi là 5.5, đây là độ pH rất chuẩn và lý tưởng cho da mặt, phù hợp với gần như mọi loại da luôn. Nên đây là sản phẩm đang rất được ưa chuộng ở Việt Nam mình. Với độ pH chuẩn của sữa rửa mặt Hatomugi thì bạn yên tâm sử dụng mà không lo da bị mụn hay bị ửng đỏ do độ pH cao quá hoặc thấp quá. Bạn chỉ cần mua đúng hàng chính hãng là được nhé, vì loại sữa rửa mặt này hàng nhái nhiều và giống hàng thật lắm. Dùng sản phẩm rửa mặt chứa còn có thể ảnh hưởng đến da của bạn, như lấy đi lớp nhờn tự nhiên trên da, làm mất đi trạng thái cân bằng và tiết dầu nhiều hơn. Từ đó, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông và một ngày một phát triển mạnh. Ngoài ra, da cũng yếu đi và nhanh lão hóa hơn nếu không kết hợp với các sản phẩm dưỡng da dầu mụn khác, vì thế bạn nên cân nhắc trong việc lựa chọn sữa rửa mặt phù hợp cho da. Đối với sữa mặt Hatomugi không chứa paraben hay cồn như sản phẩm khác trên thị trường nên an toàn tuyệt đối, không gây kích ứng cho mọi loại da, nàng cứ yên tâm về sản phẩm nhé. Để đảm bảo an toàn cho da mặt của bạn, bạn cần tìm hiểu kỹ sản phẩm này trước khi mua sản phẩm này, hàng giả nhái nhiều lắm. Mẫu mã hàng giả cũng giống hàng thật đến 99%, nên nhiều chị em mua phải hàng giả nhiều lắm. Đặc biệt là trong hàng giả bạn sẽ không bao giờ biết được người ta bỏ những thành phần gì trong đó. Những thành phần hóa chất này có thể làm cho da mặt của bạn có thể sạch và đẹp nhanh, nhưng về lâu dài có thể ảnh hưởng đến làn da của bạn. Bởi vì những thành phần sữa rửa mặt Hatomugi nhái có thể để vượt quá hàm lượng cho phép được sử dụng trong sữa rửa mặt. Vì thế bạn nên mua ở những shop uy tín là bán hàng có tâm một chút. Chứ nhiều khách hàng mua ở shop lớn gần nhà cũng đã mua nhầm phải hàng giả hàng nhái. Bởi vì dù là shop lớn nhưng vì lợi nhuận họ cũng trộn cả hàng thật và hàng giả lẫn lộn lại để bán kiếm lời. Để yên tâm hơn khi mua đúng hàng chính hãng thì bạn có thể mua sữa rửa mặt Hatomugi của shop bên mình. Bên mình cam kết bán hàng chính hãng và cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bị lừa. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.